Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Phi Điệp Wedding, kênh chuyên chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị cho đám cưới. Ngày hôm nay bên mình có làm một cái tiệc cưới tại Tư Gia và với cái tông màu cũng như cái thiết kế tương đối đẹp thì mình muốn đồng thời chia sẻ cho mọi người luôn một cái tiệc gia tiên mà cao cấp nó phải như nào nhá. Thì mời mọi người cùng theo dõi. Từ trước đến giờ ấy thì các wedding planner theo như mình thấy là nhiều khi là cũng chưa dành đủ cái sự quan tâm cần thiết đến cái việc trang trí gia tiên ấy. Mọi người có thể để ý là sau khi tiệc cưới diễn ra ấy, cái video cũng như cái bộ ảnh chụp phóng sự cưới thì là sẽ có một cái phần lễ gia tiên bao giờ cũng là đầu tiên, sau đấy đến cái phần trang trí ở khách sạn. Thế nếu mà chẳng hạn như là phần khách sạn mà mình làm thật đẹp, trang trí thật là cầu kỳ nhưng mà cái phần lễ gia tiên mình không chú trọng và mình không làm cho nó tương xứng ấy, tình trạng gọi là đầu voi đuôi chuột ấy, nó sẽ không được đồng bộ trong cái tiệc cưới của mình. Thật ra mình theo mình nghĩ là cũng không cần thiết phải quá cầu kỳ đâu. Cái tiêu chí đẹp nó không có nghĩa là phải quá cầu kỳ hoặc là phải quá nhiều hoa hoặc là thiết kế thật là hoành tráng. Nó không phải như thế. Đẹp là kế phù hợp này. Đấy, phù hợp với không gian, phù hợp với cả cái thiết kế concept ở tiệc cưới, tông màu thiết kế là nó phải phù hợp, nó đi cùng một tông với nhau. Rồi là cắm hoa phải đẹp. Đấy là những cái mà mình nghĩ là đẹp và phù hợp. Vì nó diễn ra ở tại nhà cho nên là nó gắn liền với những cái không gian ở trong gia đình. Tại vì thường lễ gia tiên là hay diễn ra ở phòng khách. Nếu mà ở nhà chung cư ấy, thì có thể là được tổ chức ở cái phòng sinh hoạt chung. Thì đều là những cái không gian mà cần phải đẹp. Tại vì là nó sẽ thể hiện luôn một phần là không gian sinh hoạt của gia đình, cô dâu cũng như chú rể. Trong quá trình nhà trai đến nhà gái làm lễ, trong ngày ăn hỏi hoặc ngày cưới đấy, thì là cái cổng hoa là cái đầu tiên đập vào mắt các quan khách. Thứ nhất là nếu mà cái cổng hoa to, đẹp, hoành tráng thì là sẽ tạo cái ấn tượng tốt đầu tiên. Thường một cái cổng hoa mà muốn đẹp thì thường là phải là một cổng hoa cỡ lớn. Và thứ hai là thiết kế nó phải có chiều sâu ấy. Thường sẽ có khoảng 2 đến 3 lớp. Đấy, để tạo cái độ sâu cho không gian. Đây, ví dụ mọi người có thể xem luôn như cái cổng hoa này mình đang làm cho khách hàng của mình nhé. Đấy, mọi người có thể thấy đây là một cái cổng mà có thiết kế tương đối đặc biệt đúng không? Mình cùng đi vào để tham quan một cái dạp thì nó sẽ như nào. Dạp cưới là một cái mà nếu mà để mà làm cho đẹp ấy thì là sẽ rất là tốn nhiều chi phí. Quan trọng là nhìn cái dạp cưới nó sạch sẽ là ok. Tức là nó sẽ không bị những cái xấu đằng sau này. Ví dụ xung quanh tường nhà các thứ không bị xấu này. Rồi là mình xử lý, ví dụ các bạn nhìn đây là trần này, trần che vải kín đẹp sạch sẽ này. Rồi là thả hoa trần, thế là nhìn là nó ok này. Đủ sáng này. Nếu mà có buổi tối có tiếp khách thì đủ đèn sáng để tiếp khách. Nhưng mà thường là buổi tối thì cũng chỉ người quen hoặc là họ hàng thứ thì cũng không quá quan trọng. Còn nếu mà lễ diễn ra ban ngày thì cũng không cần thiết phải đèn. Rồi thứ hai nữa là xử lý những cái phần như kiểu khung dàn. Đây các bạn, mọi người có thể xem là đấy, những cái phần khung dàn như bên mình là đấy. Những cái phần khung dàn, không gian là mình xử lý là có lá che. Đấy, còn nếu mà chẳng hạn như không xử lý bằng hoa lá như thế thì mình cũng phải chẳng hạn như là che vải đi ấy. Để che đi và các cái phần khung dạp bằng khung dàn, không gian thì nó đỡ xấu. Nhiều khi cái việc mà xử lý không gian này, xử lý để cho không gian nó mất những cái điểm xấu đi ấy, che đi những điểm xấu ấy, nhiều khi nó còn quan trọng hơn cả cái việc làm đẹp. Mình làm đẹp mà vẫn còn những điểm xấu, vẫn còn những điểm bất hợp lý ấy, thì là nhìn nó giống như kiểu là nó không được chỉn chu ấy. Đấy, giống như ở một khuôn mặt đẹp nhưng mà tự nhiên lại có một vết sẹo. Đấy là nhìn sẽ rất là khó chịu đúng không? Thế tại sao mà giống như kiểu các bên trang điểm, tại sao cái lớp nền người ta rất là quan trọng đúng không? Cầu thang là một cái phần rất là quan trọng trong việc decor trang trí tại Tư Gia, lễ gia tiên. Thường là cầu thang này là thường sẽ phải làm hoa rất là nhiều. Có hai hình thức nhé, là có thể là làm hoa ở trên các cái phần khung dàn này. Và một hình thức thứ hai là có thể làm hoa dưới chân. Đấy, thì cái đấy là tùy theo cái nhu cầu và cái phong cách của khách hàng muốn mà mình sẽ làm. Nhưng mà thường cái hoa dưới chân thì thường sẽ phải là
Hoa dưới chân thì thường sẽ phải là với cái cầu thang rộng ấy, đủ rộng thì mới làm được hoa dưới chân. Còn nếu cầu thang không đủ rộng thì cái hình thức mà buộc lên khung này là sẽ hợp lý hơn. Bây giờ thì đến một cái mà phần rất quan trọng. Thật ra mình thấy nếu mà nói để mà một cái tiệc tư gia mà làm cầu kỳ, hoành tráng, đủ đẹp thì thật ra chả có phần nào không quan trọng cả. Đấy, chỉ có quan trọng ít, quan trọng nhiều thôi. Nhưng mà đây là một cái mà tại vì là nó gắn liền với con khách sẽ ngồi ở đây, ở cái không gian này này. Đấy, thì cái đấy chính là cái phần hoa bàn tiệc. Bây giờ mình sẽ nói đến phần hoa bàn tiệc. Thì các bạn có thể thấy ở đây là cái thiết kế của bên mình. Trông nó giống như những cái đám mây đúng không? Trông nó giống như những đám mây bay trên cao. Và rất nhiều màu sắc. Đấy. Năm nay là nhà mình đi theo xu hướng là nhiều màu. Chứ không chơi theo một tông màu nữa. Mình nghĩ đấy cũng là một cái xu thế trong trang trí tiệc cưới năm nay. Thì cái này là có một cái ví dụ của cái việc là làm đẹp nhé. Mọi người có thể nhìn thấy này. Một cái bàn nước được decor và trang trí cầu kỳ nó sẽ như này này. Đấy. Nó sẽ đi từ những cái thứ rất là tiểu tiết. Đấy, ví dụ như là ly tách chén rồi chai nước suối rồi hoa. Đấy. Thì là cái để mà trông nó đủ hoành tráng ấy, đủ đẹp cho cái bàn nước, bàn đón khách này này. Thì sẽ có hai hình thức làm hoa. Một là hoa bò trên mặt bàn. Đấy, bò thành một dãy trên mặt bàn dài. Và hai là có thể nâng hoa lên trên cao như này. Nó cũng dạng giống như của hoa bò nhưng mà nó là ở trên cao. Đấy, nhưng mà có một cái lưu ý của cái việc đưa hoa lên trên cao này ấy, là cái chiều cao của cái khối hoa nó phải đủ tầm. Khách ngồi ở phía dưới ấy, ngồi nói chuyện thì nó sẽ không bị vướng cái tầm nhìn. Đấy, mọi người để ý nhá. Đây. Thì ví dụ mình ngồi xuống đây. Đấy thì khi mình nói chuyện, mình quay sang mình nói chuyện với mọi người là nó sẽ không bị vướng ở đây. Đấy, cái đấy là rất quan trọng nhá. Chứ nếu mà thấp mà đúng là chắn vào tầm nhìn là nhìn sẽ rất là xấu. Còn tất nhiên là ở đây là với yêu cầu khách muốn làm hoành tráng thì mình mới làm như vậy. Các bình lọ thấp như này thôi thì cũng đã là đủ đẹp rồi. Hoặc là ví dụ có thể một cụm bình khoảng 3-4 bình cao thấp khác nhau, nhưng mà cái thiết kế đấy thì cũng ok. Nhưng mà thường thiết kế đấy thì nó lại tập trung ở một chỗ thôi. Nó không chạy dài được hết. Với những cái bàn nhiều bàn chạy dài này thì không dùng được những thiết kế đấy. Những thiết kế đấy thường chỉ dùng cho những cái bàn tròn đấy. Ví dụ những cái nhà rộng người ta có thể dùng bàn tròn để làm cái bàn tiếp khách. Và quan trọng là các cái phụ kiện đi kèm nó cũng phải phù hợp, nó tương xứng. Đấy. Chứ không thể nào mà hoa đẹp nhưng mà ấm chén rồi bát đũa rồi các thứ đi kèm là không phải bát đũa nhá. Không có bát đũa gì đâu, chỉ là ấm chén uống trà thôi. Là nó phải đẹp và nó phải tương xứng đi kèm. Cuối cùng nhưng mà là quan trọng nhất ấy là chính là cái phong gia tiên. Hay là cái phong gọi là phong ăn hỏi cưới đấy, ở tại nhà đấy. Thì là mọi người có thể thấy là cái phong gia tiên nó là cái bộ mặt luôn. Tức là tất cả mọi người đều hướng về đấy. Cô dâu chú rể đứng lên đấy, rồi là hai bà bố mẹ, hai bà mẹ chồng mẹ vợ đứng trên đấy để trao lễ cho nhau. Trao lễ hỏi, trao lễ cưới, rồi là phát biểu. Mọi cái nó đều diễn ra ở trên cái phong gia tiên này hết. Thế nên nó là cái bộ mặt của đám cưới, nó là cái thứ quan trọng nhất. Đấy, chính vì thế mà nó cần phải đạt được cái sự quan tâm nhất cũng như là decor cầu kỳ trang trí nhiều nhất. Phong gia tiên mà không đẹp thì lễ gia tiên không thể đẹp được, cái đấy là mình khẳng định. Có một cái đặc thù của cái phong gia tiên này ấy, là các gia đình là thường hay làm ở trong cái phòng khách của gia đình. Hoặc là ví dụ chung cư, đấy, thì cái không gian của phòng khách ấy, thường là nó sẽ không phải là quá cao. Thường thường các gia đình, đấy ví dụ như cái mọi người có thể thấy đây là cái trần của nó, cái độ cao nó chỉ khoảng tầm khoảng 3 mét thôi. Tức là không làm cao được thì mình phải mở rộng ra hai bên. Tối đa cái diện tích, tức là càng rộng càng tốt. Thì cái phong nó càng rộng càng đẹp. Cái điều cuối cùng ấy mà mình muốn chia sẻ với mọi người ấy là dù trang trí hay decor có đẹp đến đâu ấy, thì để mà có một cái lễ hỏi lễ cưới ấy, thật là hoàn hảo ấy, thì cái điều quan trọng nhất vẫn là hai gia đình. Đấy, cái đấy mình vẫn phải muốn là chốt lại. Mà một cái trong những cái thành phần mà một người vô cùng quan trọng ấy chính là cái người sẽ hai cái vị đại diện đứng lên phát biểu của hai nhà trai nhà gái. Thì là rất nhiều những cái việc ở trong lễ cưới ấy, sẽ là các vị ấy sẽ là người quyết định và sẽ là đưa ra những cái hướng dẫn trong buổi lễ. Thế ra nếu mà giữa hai cái vị đấy mà không có cái sự trao đổi trước rồi là không có cái sự thống nhất về kịch bản chương trình ấy
thì sẽ rất dễ đến tình trạng là giữa hai người có thể là sẽ không có sự thống nhất, hoặc là có thể là mỗi bên sẽ nói một kiểu ấy, tôi đúng hoặc là ông đúng hoặc là phải là thế này mới đúng ấy, thì tự nhiên nó sẽ rất là mất hay. Cho nên cái quan trọng nhất là trước khi làm lễ, cái buổi lễ gia tiên, lễ ăn hỏi, lễ cưới ở tại nhà ấy, thì là phải có cái sự thống nhất. Cô dâu chú rể thì để ý mặt mũi tươi tỉnh và tức là phải biết cách diễn một chút ấy, tức là phải tự nhiên một chút trước ống kính đấy, để quay phim chụp ảnh các thứ nó cũng đẹp. Cái tốt nhất là cái phải có một cái người hướng dẫn lễ, chính là cái của đơn vị quay phim một chụp hình ấy, thì một bạn thường sẽ là cái vị trí đấy là sẽ của bạn chụp ảnh truyền thống, là bạn đấy sẽ đứng ra để hướng dẫn lễ nghi và bảo cho tất cả mọi người biết là thời điểm nào phải làm những cái gì. Ví dụ đến thời điểm này là ví dụ hai bà phải đứng lên này, trao lễ này, mở mâm quả ra này, rồi là trao lễ cho nhau này, rồi là chụp ảnh này với ai đấy, là cái vai trò của cái người hướng dẫn lễ đấy là rất là quan trọng đấy. Chứ còn hai bác mà phát biểu thì chủ yếu là phát biểu thôi, chứ còn những cái trình tự từng cái trình tự của buổi lễ ấy, thì phải là của cái những cái đấy là cái vô cùng quan trọng trong buổi lễ mà mình trực tiếp đã là người đã gặp rất là nhiều trường hợp là những cái lễ mà nhiều khi là làm hỏng hoặc là kiểu không đúng truyền thống, vì là các vị đại diện là không nắm được hết ấy, và đưa ra những cái chỉ đạo là nó không đúng, thì nhiều khi là mình làm người biết ấy, mình biết cái việc đấy thì mình nhìn mình thấy hơi buồn cười. Thế còn thật ra thì tất nhiên đấy, việc cá nhân gia đình thì nó cũng không vấn đề gì. Tức là các bên quay phim làm quay một cái video đám cưới ấy, thì cũng sẽ cắt cúp lại ấy, chứ sẽ không phải là quay toàn bộ trình tự của buổi lễ ấy. Hy vọng là cái chia sẻ hôm nay của mình ấy đã giúp mọi người có một cái nhìn rõ ràng hơn về một cái lễ gia tiên mà làm thật sự cao cấp và hoành tráng thì nó như nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mọi người nếu mà thấy hay thì like, share cũng như subscribe kênh của mình nhé, để có thể theo dõi những cái video tiếp theo. Chào cả nhà.